Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. 8 tuyển thủ của đấu trường danh vọng cùng nhau tranh tài tại sông Mét, chiến đội siêu sao. Đánh bại đối thủ trực tiếp Amico Esports, Shikasa Gaming vươn lên độc chiếm ngôi đầu Serie B. Vòng loại Road to AWC 2021 khu vực Thái Lan khởi tranh từ ngày 27 đến 30 tháng 5. Xin chào, một tuần khá yên ả vừa mới trôi qua khi mà ngoại trừ đấu tranh vọng Serie B thì các giải đấu khác của Liên Quân Mobile vẫn đang trong thời gian tạm nghỉ để chuẩn bị hướng tới AWC 2021. Vẫn sẽ có những tin tức thú vị có trong bản tin Mega News ngày hôm nay. Ngay bây giờ hãy cùng Phương Thảo bắt đầu nhé! Trong giai đoạn tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế AWC 2021 sắp tới, các thành viên của ba đội tuyển T-Flash, Sài Gòn Phantom và V-Gaming cũng đã có khoảng thời gian thư giãn khi tham dự sổ match chiến đội siêu sao. Và kết quả, chiếc vô địch đã thuộc về đội Sao Thiên Vương của Quang Hải. 8 tuyển thủ đến từ ba đội tuyển hàng đầu tại đấu trường danh vọng bao gồm Gấu, Xuân Bách, Lai Bằng, Đồng Năm, Red, Zeref, Quang Hải và Bird LB đã cùng với 16 content creator nổi tiếng như Quỳnh Cục, Điều Tuyển TV hay Xuân 88 MOBA tranh tài tại SOMES chiến đội siêu sao được tổ chức vào ngày 22 tháng 5 vừa qua. Trải qua 6 trận đấu căng thẳng, hai đội tuyển Sao Thiên Vương của Quang Hải và Trái Đất của Đồng Năm đã xuất sắc lọt vào trận chung kết tổng. Và ở trận đấu quyết định này, đội tuyển của Quang Hải đã cho thấy sự vượt trội hơn khi áp đảo hoàn toàn đối thủ và dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 2-0, qua đó lên ngôi vô địch một cách cực kỳ xứng đáng. Giai đoạn vòng bảng của giải đấu đấu trường danh vọng Serie B mùa xuân 2021 đã dần đi đến hồi kết và chứng kiến cuộc đua sòng mã giữa hai đội tuyển Shikasa Gaming và Amico Esports. Trong cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng 6 vừa qua thì đương kim vô địch của tứ phương đại chiến Shikasa Gaming đã bất ngờ có được thắng lợi 2-0 trước đối thủ để tạm vươn lên độc chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Trước thềm trận đấu được coi là trận chung kết sớm của vòng bảng, cả Shikasa Gaming cũng như Amico Esports đều đang có được 8 điểm và chia sẻ vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, trái ngược với những diễn biến hấp dẫn kịch tính ở lượt đi thì ở lượt về này, Shikasa Gaming đã thể hiện phong độ vô cùng hủy diệt và dễ dàng đánh bại đối thủ chỉ sau 2 ván. Đặc biệt, xuyên suốt cả trận đấu này, đội tuyển đến từ khu vực Khánh Hòa chỉ phải nằm xuống duy nhất một mạng hạ gục. Ở màn so tài diễn ra vào lúc 18:30, Funny Gaming TV dù được đánh giá cao hơn nhưng bất ngờ bị cầm chân đáng tiếc trước đối thủ đang bám đuổi ngay phía sau, Death of Shadow. Trong trận đấu muộn nhất của vòng 6, Hải Phòng Đất Cảng cuối cùng cũng đã có được niềm vui chiến thắng khi quật ngã đối thủ No Name Esports với tỷ số 2-0. Bước sang vòng thi đấu thứ 7, cả 3 trận đấu đều kết thúc với cùng tỷ số 2-0 với chiến thắng nghiêng về các đội tuyển Shikasa Gaming, Death of Shadow và Amico Esports. Như vậy, sau quãng thời gian dài nắm giữ ngôi đầu của bảng xếp hạng, Amico Esports đành phải nhường lại cho đối thủ Shikasa Gaming, bám đuổi ngay phía sau là Funny Gaming TV và Death of Shadow với cùng 6 điểm có được. Đang xếp ở vị trí thứ 5, thứ 6, lần lượt là Hải Phòng Đất Cảng và No Name Esports. Vòng thi đấu thứ 8 sẽ diễn ra bắt đầu từ lúc 17 giờ ngày 25 tháng 5 với mở màn là trận đấu giữa Amico Esports và Death of Shadow. Ở cuộc chạm trán ngay sau đó, sẽ không bất ngờ nếu như Shikasa Gaming tiếp tục có được thắng lợi dễ dàng 2-0 trước đội cuối bảng là No Name Esports. Vào lúc 20 giờ, Funny Gaming TV sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ Hải Phòng Đất Cảng. Chuyển sang diễn biến của các giải quốc tế, khác với Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa đã xác định được 3 đại diện tham dự AWC thì khu vực Thái Lan sẽ còn cần phải trải qua vòng loại Road to AWC để tìm ra 2 cái tên nữa cùng với đương kim vô địch Bacon Time đại diện cho xứ chùa vàng chinh chiến tại ngày hội Liên Quân Mobile lớn nhất thế giới này. Khởi tranh từ ngày 27 tháng 5, vòng loại Road to AWC khu vực Thái Lan sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 5. 4 đội tuyển xếp hạng từ 4 đến 7 của IPL mùa hè 2021 là DTAC Talon, Evo Esports, Kinh Nghiệp Gamer Club và E-Arena sẽ cùng nhau tranh tài với 4 đại diện được lựa chọn từ giải đấu SAT IOP Velocity 2021 để tìm ra những cái tên xuất sắc nhất đi tiếp vào giai đoạn 2. Giai đoạn 2 sẽ thi đấu theo thể thức nhánh thua. 2 cái tên đi tiếp từ giai đoạn 1 sẽ phải chạm trán với đội đương kim á quân IPL, Puria Bulletin Esports và đội hạng 3 Valencia CF Esports. Sau khi giai đoạn 2 khép lại, hai đội tuyển có thành tích xuất sắc nhất sẽ cùng Bacon Time để đại diện cho khu vực Thái Lan chinh chiến tại giải đấu quốc tế AWC 2021 sẽ được khởi tranh vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Các
đội tuyển Liên quân Thái Lan luôn được coi là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của các giải đấu quốc tế. Chính vì vậy mà hãy cùng chờ xem là hai cái tên còn lại có khiến cho đội tuyển Việt Nam phải dè chừng không nhé. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Mega News ngày hôm nay mất rồi. Các bạn hãy tiếp tục cập nhật những tin tức hot nhất của AWC 2021 và sát cánh bên các đội tuyển Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những số Mega News lần sau. Bye bye. Like ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao.